em nhớ mấy chị nha. Chú ăn gì chú? Dạ dạ dạ. Bốn heo thấy. Bốn heo trong chú kia. Má. Chưa gấp. Ờ, tính coi nó ngon như thế nào. Trời ơi, làm ngon chứ hả? Này uống một quế hả? Uống quế. Không, tại bữa nay chưa ăn cơm phải không? Phải ăn cơm chứ không ấy bụng nó khó chịu. Cơm thì chắc bụng. Mà nó làm ngon chứ hả? Dạ, hấp dẫn. À.